Kính chào quý khán giả đã đến với chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này. Cùng với anh Võ Nguyễn Duy Khôi, dược sĩ Phạm Khắc Khiêm. Và đặc biệt trong ngày hôm nay chúng tôi có một người khách từ xa đến, đó là nhà báo Bùi Tiến. Ông là một nhà báo và đã từng là một cựu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đã định cư và tị nạn tại Pháp từ năm 1990. Và sau khi định cư ở Pháp trong suốt 27 năm vừa rồi, ông vẫn là một những người theo dõi rất sát tình hình Việt Nam và cũng là một những nhà báo vẫn đóng góp thường xuyên trong chương trình của đài VOA, RFA và cũng như là các bài bình luận khác liên hệ đến tình hình Việt Nam cũng như là tình hình thế giới trên các báo Việt ngữ. Nhân dịp nhà báo Bùi Tiến sang Nam Cali để dự một cuộc sinh hoạt thì chương trình tôi cũng mời bác đến tham dự để có thêm một cái nhìn từ một người quan sát tình hình thế giới cũng như tình hình Hoa Kỳ từ bên kia Đại Tây Dương. Xin kính chào nhà báo Bùi Tiến và rất là hân hạnh có được bác tham gia chương trình. Chào các bạn nghe đài của Lý Tân Sài Gòn. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với nhìn qua những cái tình hình thời sự tại Washington DC trong tuần vừa rồi. Sau đó là những biến cố xảy ra gần đây liên hệ đến cuộc bầu cử ở Pháp và những cái biến động lớn ở Âu Châu. Và sau cùng sẽ chấm dứt với những tình biến động, biến chuyển mới tại Việt Nam trong tuần lễ vừa rồi. Theo Khôi và chú Khiêm quan sát cái tình hình ở DC trong tuần vừa rồi đó, đặc biệt là qua cuộc điều trần của ông Jeff Sessions, ông Bộ trưởng Tư pháp, thì thấy là cái cuộc điều tra về sự liên hệ giữa Nga và cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ cũng như là liên hệ đến những người chung quanh Tổng thống Trump, chuyện đó giống gần như là không thể chấm dứt được. Theo Khôi coi cái cuộc điều trần vừa rồi thì có thêm kết luận gì đó? Dạ, thưa anh Bình, thưa bác Tính, thưa bác Kim, thưa quý vị khán thính giả. Nói về cái cuộc điều trần này thì nó là một cái sự liên hệ rất là nhiều người trong đó. Trong đó có với ông cựu giám đốc FBI James Comey và người gọi như là xin lỗi như mình là người điều tra viên đặc biệt ông Mueller và dĩ nhiên là cái chính quyền của Tổng thống Trump. Cái vấn đề ở đây là sau cái cuộc điều trần đó, Washington Post lại đưa ra một cái thông tin là có thể là lần này Tổng thống của chúng ta bị điều tra, nhưng không phải về vấn đề liên quan tới Nga, nhưng mà cái vấn đề là obscure of justice, có nghĩa là làm cản trở cái công lý, làm cản trở cái vấn đề mà người ta đang thực thi cái hành động điều tra. Thì cái vấn đề đó nó nghe có vẻ nó gián tiếp, nó không có liên quan, nhưng mà cũng có rất khó khả năng là rất là liên quan tới cái sự mối liên hệ giữa Nga và cái cuộc bầu cử, cũng như có hay không cái mối liên hệ giữa Nga và chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Thì cái điều đó nó càng, khi nó đã đưa ra công luận và ông Jeff Sessions trong cái cuộc điều trần đó, ông đã từ chối trả lời một vài câu hỏi từ phía những các thượng nghị sĩ. Thì cái sự từ chối trả lời câu hỏi một lần nữa nó đặt ra cái vấn đề là tại sao ông không trả lời và ông có những cái dấu diếm gì ở phía sau. Đó lại là làm cho dư luận thêm phần nghi ngờ và đặt ra câu hỏi. Thì cái vấn đề này nó sẽ còn kéo dài, rất là dài. Chú Kim, đúng là tình hình, tôi đến đây thì gặp cái tình hình ở Mỹ rất là phức tạp. Mấy ngày hôm kia là một người Mỹ da trắng đã bắn chết một ông viên dân biểu. Dạ, bắn mà vẫn chưa chết phải không ạ? Trưởng đoàn đại biểu của Cộng Hòa. Dạ. Thế và chính anh ta nói là tôi bắn là tôi vì tôi coi như Đảng Cộng Hòa đã phản bội và coi như là cảnh cáo cái đảng của Tổng thống. Và ông cho rằng là Đảng Cộng Hòa và ông Trump đã phá hoại cái nền dân chủ, destroys democracy. Do đó mà ông muốn là chống lại cái Đảng Cộng Hòa.
Thế và từ Pháp đó, đông đảo người Pháp cũng rất là không hài lòng về cái việc mà ông Trump đã trúng cử. Bởi vì một vị tổng thống nói thẳng ra là không có tư thế của một nhà lãnh đạo, mà nhất là người lãnh đạo của thế giới nữa. Ví dụ như là cái hiệp ước về khí hậu là 193 nước ký mà ông Obama đã ký rồi, thế mà ông Trump lại rút khỏi đó. Tức là từ chối cái trách nhiệm lãnh đạo thế giới để giữ cho cái an toàn của trái đất. Đây thì tôi thấy một cái thí dụ. Thế và cái tính cách của ông ấy không phải là tính cách đàng hoàng. Ông Tổng thống mà đêm nào viết cái tweet, là viết câu này lại trái với câu sau, viết xong rồi lại đính chính, lầm lẫn lung tung cả. Có khi ông lầm lẫn cái cacao với cocaine. Thế và tính nết như tính nết con trẻ con. Cho nên bà Hillary Clinton mà nói rất đúng là ông chưa có tư thế của một tổng thống. Nhưng chính cái điều đó lại làm cho một nửa người Mỹ người ta thích ổng. Đó là lý do một nửa người Mỹ lại bỏ phiếu cho ổng. Đây cũng là lạ. Nhưng mà ổng lên rồi thì ổng chính ổng làm phiền ngay cái Đảng Cộng Hòa. Làm phiền ngay cái Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, không cử đủ người. Và những người theo ông là rất ít, và những người lên đều phải uốn nắn lại những cái sai lầm của ông ấy. Cho nên là mới lên cầm quyền có mấy tháng mà vấp phải rất nhiều cái sai lầm, rất nhiều cái thất bại chồng chất. Cho nên cái nguy cơ tôi nghĩ là trong cái bầu cử nghị viện, hạ viện sắp đến đó, là có thể là Đảng Cộng Hòa sẽ mất cái đa số và Đảng Dân Chủ có thể là giành lại được cái đa số. Và hiện nay đấy, cái nguy cơ của ông Trump còn rất lớn. Đấy là cái nguy cơ người ta gọi là cái tội ngăn cản thi hành luật pháp. Thì cái tội này là tội lớn lắm. Tội này là tội đụng đến cái trách nhiệm của Tổng thống. Có thể có nguy cơ bị là impeachment, tức là bị mất chức vì không đủ cái tư cách, cái trách nhiệm của một tổng thống. Đó là câu hỏi lớn nhất mà tất cả các thượng nghị sĩ muốn đặt ra cho ông Sessions, là cho đến bây giờ với tất cả những dữ kiện mà người ta biết chắc chắn là có xảy ra thì đã đủ cái yếu tố để kết luận về chuyện đó chưa, chứ về chuyện obstruction of justice. Thực ra đó, chúng ta phải phân chia cái những người Mỹ ra làm hai thành phần và những tờ báo ra là hai thành phần. Ở đây có những tờ báo người ta nó phe của Đảng Cộng Hòa Dân Chủ, trong đó tờ Newsweek, tờ Time, tờ những tờ đó là thuộc về Đảng Dân Chủ, khuynh hướng cấp tiến, khuynh hướng gọi là cấp tiến hay là phong túng đó. Còn một khuynh hướng ấy, là có tính cách bảo vệ nước Mỹ. Cho nên tới giờ này đó, thì những người mà ủng hộ ông Trump ấy vẫn không thay đổi, bởi vì người ta thấy là cái đường lối của ông lúc đầu điện, nhiều người nghĩ là ông ấy cà chớn, nhưng mà thực ra không phải. Bởi vì ngay từ lúc đầu tiên ông đặt ra những cái đề mục rất là lớn, chẳng hạn như là ngăn cản biên giới, không cho người ta vào một cách ồ ạt theo kiểu của những người Nam Mỹ. Tất cả những cái đó, đó người Mỹ người ta đều thích thú, cho nên người ta vẫn bảo vệ ông ấy cho tới giờ phút này. Và chúng ta thấy rõ ràng là từ khi ông Donald Trump lên á, thì những cái thị trường chứng khoán cũng như là tỷ lệ thất nghiệp rất giảm xuống, và đó chính là cái yếu tố mà những người, trong những cuộc họp của những người của Đảng Cộng Hòa đó, người ta ủng hộ ông Trump thay vì những người khác ấy, người ta nói là không ủng hộ và vẫn ủng hộ ông Trump. Đó là điều mà Đảng Cộng Hòa vững tin, chứ nếu không có là những ứng cử viên, những dân biểu nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa người ta tách ông từ lâu rồi. Đó là điều mà mình nhìn thấy. Và một điểm nữa nhìn thấy đó là những thành công của ông ấy trong cái việc mà ở bên Trung Đông chặn tất cả những người mà thuộc về Sunni đó, nó thành một khối để mà chống lại Iran và kéo những cái phe mà thân với lại
Palestine đó, thân với lại khủng bố như là Palestine là Hamas và nhóm huynh đệ Hồi giáo đó bị Qatar nó phải tìm cách nó đuổi đây, và từ đó chúng ta đã có thể nhìn thấy là cái gọi là cái hòa bình ở Trung Đông nó đã ló dạng, vì nó chỉ hai tên gọi là bên đứng bên ngoài để thọc cày đó là Sunni và CIA, bây giờ chỉ còn một mình CIA là Iran thôi, còn bên kia đó là bắt đầu bị tách ra rồi. Đó là những điều mà những người Mỹ người ta nhìn rõ, người ta thấy điều đó. Còn cái việc mà tội mà để nó là đàn hạch ông Donald Trump ấy, thì tới giờ phút này á, mà Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ không đánh được để mà hạ những dân biểu ở Quốc hội, Thượng viện, Hạ viện ấy, thì thả ông Trump ấy, tôi nghĩ rằng nó là thiên nan và ân gian, bởi vì lý do là Quốc hội sẽ đàn hạch, mà Quốc hội bây giờ thuộc về Đảng Cộng Hòa. Vâng, và chúng tôi sẽ trở lại với đề tài này sau phần thông tin thương mại. Xin quý khán giả tiếp tục đón xem.